Xin giới thiệu đến với tất cả mọi người, anh Lưu Chí Quậy. Năm nay là anh 52 tuổi, sinh năm 1970. Hôm nay là anh Quậy có mặt ở nhà lưu trú của vợ chồng anh Phúc. Tại vì Vua Phút có hẹn cho tiện cái việc mà anh em gặp nhau. Tại vì anh ở trên dòng xe An Phú ở Bình Dương xuống đây, nên là gặp ở đây là hợp lý nhất. Với cái mong muốn trong cái clip ngày hôm nay đó là anh Quậy muốn tìm anh trai của mình, tên là Lưu Chí Bón. Là hai anh em đã không liên hệ với nhau từ năm 1995 tới giờ. Anh Quậy anh có nói, có chia sẻ là lý do là anh chuyển nhà, nên là anh Bón không có mà biết được cái thông tin của người em. Và cũng chia sẻ riêng với mọi người thì anh Quậy đây là người con lai nha mọi người. Và cái lý do như thế nào mà hai anh em không gặp nhau, và cũng như là những cái nỗi niềm mà anh Quậy muốn chia sẻ trong cái clip ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy theo dõi. Trước mắt là nhờ anh Quậy có thể là chia sẻ cho em với mọi người biết về tên tuổi của ba mẹ anh, địa chỉ nhà ngày xưa mấy anh em ở chung, với lại là các thành viên trong gia đình nha anh. Rồi em mời anh. Cha là không biết, cha sẽ khúc đó khi nhỏ cha chết tôi không biết, biết tên mẹ, mẹ tên Hà Công Bụi đó. Rồi anh hai là tên Lưu Chí Cường, anh ba là tên Lưu Chí Bón, rồi tới em là Lưu Chí Quậy, rồi nhỏ con gái là tên Lưu Minh Nhi đó. Rồi ở phường 4 quận 11 tường Đào Viên Phổ. Lúc đó là ở chung gia đình hả? Chung gia đình. Anh nói với em á, anh là con lai và cũng như là ba người anh em kia là chung một cha hết. Chung một cha hết. Cha luôn. Là người Mỹ. Dạ, cha người Mỹ chết dưới Sa Đéc. Cha là hồi đó là đi lính rồi mất ở dưới Sa Đéc. Chết dưới Sa Đéc, nó đi thành phố Bình Hưng Hòa chôn trong là đồ. Cú lắm khổ quá, kêu đầu nó có kêu mình đào hốt cốt luôn, nó đào bỏ luôn. Vậy là anh còn ký ức gì về ba mình không? Không biết, cú nó mà chết quá nhỏ luôn hả? Nhỏ có một tuổi à, tuổi hai tuổi gì vậy? Vậy là đó bà già nói mình mới biết. Vậy là chưa biết mặt ba làm sao nữa. Vậy là cô là phải chăm sóc cho bốn đứa con luôn, tảo tần chăm sóc bốn đứa con. Bốn đứa luôn. Lúc đó là mình đang ở phường 11. Phường 4 quận 11. Phường 4 quận 11. Đường Đào Viên Phổi. Đào Viên Phổ. Dạ. Cho em biết thêm cái thông tin về tên tuổi của mấy anh em trong gia đình luôn đi anh. Tên Lưu Chí Cường là anh hai. Lưu Chí Bón, Lưu Chí Quậy, Lưu Nhân Nhi, nhỏ em gái. Cái người mà anh muốn tìm đó là Lưu Chí Bón. Kiếm anh ba là Lưu Chí Bón. Dạ. Ở bên Mỹ. Đây là cái tấm hình của ảnh đúng không? Đúng rồi. Anh cầm giùm em ha. Cái hình đó là lúc đó ảnh bao nhiêu tuổi vậy anh? Lúc đó là năm 91, đi là cái hình này, cái hình nó chụp có chụp cái giấy trong đây mà mới photo. Không, anh nhìn cái độ tuổi ra cái hình thôi chứ không cần chính xác. Tại không em... nhớ nữa cái tấm hình này. Cái hình này là lúc đó ảnh đã đi chưa? Đi ví dụ phòng là về là khúc là chưa đi, ảnh còn ở đây. Ảnh đi năm mấy? Năm 91. Năm 91 là ảnh bao nhiêu tuổi? Năm 91 đi là ảnh 92, 196, 67. Không biết nhiêu tuổi. Nói chung là năm nay ảnh là 55 tuổi phải không? Dạ, dạ trừ ra là biết à. Ảnh đi theo viện con lai. Viện con lai. Đó, là tất cả anh em là được đi hết. Nhưng mà tại sao, lý do làm sao mà anh Bón anh đi được mà ba anh em là đi không được? Thì anh hai có vợ có con rồi, có mấy con rồi đó, đi không được. Còn là anh ba với em là anh nó không có vợ con hết, khúc đó chưa có vợ con đó. Khúc đó là muốn đi thật, anh sắp đi rồi, kiểu là bây giờ bị ung thư á, bỏ chết mới ngừng lại, mới là bỏ anh lại đó. Cho anh ba mới đi mới bảo lãnh nhỏ kia làm vợ, đưa vào bển luôn. Bảo lãnh một người bạn gái của anh ba. Giờ có vợ có con có bỏ anh luôn. Cái địa chỉ mình khi mà mình ở là Đào Viên Phổ. Đào Viên Phổ. Đúng rồi. Rồi anh Lưu Chí Bón á, ảnh có biên thư về không anh? Có. Có, xong rồi cũng là người ta bán những kia cho bầu tiền cho mình đi á. Nhỏ cháu làm mắt cực gọn không thấy luôn. Cái địa chỉ rồi đó nó cho
xong rồi mất cái giờ mới tới thằng ha bán nhà tới giờ đó rồi tính ra hai mấy năm. Vậy là cái lý do mà anh em không có liên hệ được đó là anh bán nhà nên là anh bón anh không có tìm được. Dạ đúng rồi. Từ năm 91 tới năm 95 thì anh có về. Anh có về. Trong vòng 4 năm anh về anh thăm nhà. Với lại là mẹ mất năm 91 luôn hả? Mẹ năm 91 là nó đi. Em hỏi thêm chút xíu là cái chị mà Lưu Nhân Nhi á là nhỏ em gái. Em gái ruột luôn. Là bố anh em. Nó là tóc nó vàng, tóc vàng mắt xanh lè luôn. Có nhìn anh là nhìn không giống thôi, còn mấy anh em kia là nhìn giống lai liền hả? Với anh hai không giống, có hai người này giống nè. Giống ba tại hai người này giống ba. Tại chụp hình cái tấm này á, cái mắt nó xanh lè. Cúp là năm tám mấy có điện con lai á, cúp ở ra bên Đầm Sen á, đó là năm 91 mới đi luôn, làm giấy tờ xong rồi đi. Ủa lúc đó là tại vì anh phải chăm sóc mẹ nên là anh nán là cái việc mà đi. Đúng rồi. Giấy tờ anh cũng là hoàn tất hết luôn hả? Đúng rồi. Anh còn những cái thông tin gì của anh Lưu Chí Bón không? Còn gì nữa không? Ví dụ như là cái địa chỉ thì bây giờ mình bị lạc mất cái địa chỉ rồi. Dạ. Mấy cái này là cái gì anh đem theo? Cái này cái hồ sơ giấy tờ đó bà già để lại á. Không biết chữ, không biết đọc, không biết chữ cái gì nữa. Đó, mấy này giấy khai sinh của trong gia đình thôi. Trong gia đình mà. Đã có cái giấy này giấy gì? Giấy của em mà đó làm ở phường 4. Phường đó ở, nó kêu làm thêm dân quân như vậy á. Dân phòng á. Đó. Làm được mấy năm xong rồi có vợ rồi không có làm nữa. Có vợ xong rồi mới lên Bình Dương là ở. Đó. Khúc đó anh thứ ba chưa biết em có vợ. Cứ anh chưa có vợ. Bây giờ có vợ có con rồi. Mong thông qua cái clip ngày hôm nay đó, đặc biệt là bà con của bác ở Mỹ, đúng không? Ở Mỹ có xem được, hoặc là nếu mà anh Lưu Chí Bón là anh ba của anh Quậy đây mà có xem được á thì hãy liên hệ với lại GoFood sẽ chuyển lời lại với lại là anh Quậy liền. Chắc là em nghĩ là ảnh sẽ đi về đây Việt Nam tìm anh, nhưng mà anh đi rồi, anh có vợ rồi, anh bán nhà rồi anh đi. Đúng rồi, không ghé trong sớm nữa, lâu quá không ghé nữa. Tại mình giờ có con có vợ có con lo làm ăn. Sao không lại sớm hỏi coi anh Quậy anh Bón anh có về không? Tại cực khổ về hỏi đó. Mã làm công ty sáng mình dậy bán nước công ty đẩy xe đẩy bán nước đó. Có không đâu về dướng về nữa. Tại lo có tám mình đi hai ba chặng gì á mình nó không đi đó. Có tấm hình em quay lại cái chị Lưu Nhân Nhi này là bây giờ là cũng không có tìm được chị này luôn. Lâu lắm rồi, nó tính ra là đó nó 7-8 tuổi tới giờ luôn. Là vậy là nó trong tính... cái clip này là mình phải tìm hai người ấy. À đúng rồi, là anh ba với lại là em út. À, em gái nó mất khúc đó bị bắt thay nghề năm 80 mấy. Rồi bà già trốn được. Còn mình nó có còn nhỏ ở lại bả ổng nóng nổi kèm vào trốn được. Nó còn bỏ nó xong rồi là cỡ mấy năm nó vô thì nghe hỏi rồi nó có người bà sơ nuôi nhận nuôi. Bà sơ trong thị nghè nhận vậy, nuôi. Vậy là thất lạc em là trước khi mẹ mất nữa mà. À, chưa mất nữa cũng đó. Bả chưa mất. Bà ở chung với nhỏ gái luôn là bà trèo ra bà trốn được và ấm nổi trèo ra gào á. Kỷ niệm gì ở đó khi mà anh về nước? Đi năm 91, năm 95 về chơi xong rồi cỡ mấy tháng rồi về bển đó vậy.
về bên vợ á, anh có nói là anh có con mà không? Có chụp hình có đứa con, có đứa à lúc đó. Bây giờ tới giờ còn biết mấy đứa luôn. Có chụp hình mất cái tấm hình luôn. Hết thông tin rồi hả anh Hoài? Dạ. Giờ cần kiếm được em nhỏ con gái lâu lắm rồi, sao kiếm được nó. Có lại bên Thị Nghè không? Có lại bên Thị có Nghè? Có qua Thị Nghè, Thị Nghè hỏi mấy bà Sơ nói là có bà Sơ nào nhận ở, nuôi. Lúc đó là em gái là đang ở nhà thờ nào? Ở trong Thị Nghè chạy tập trung á, đó là xưa ngủ ngoài đường bị hốt á. Bị hốt rồi đưa vô chổng á, đó, mấy bà già với nít á, đưa vô đó. Là bà già trốn đây được, còn nhỏ em gái là ở lại. Đó là sau này nó anh mới lên hỏi Thị Nghè là Thị Nghè nói có bà nào nhận, bà Sơ nhận nuôi. Nghe nói là bây giờ điện con có đợt điện con lai đi luôn. Tóc nó vàng là mất cái xanh lè. Nó em gái. Tóc từ nhỏ tới lớn là vàng khè luôn. Tin như. Ủa bây giờ những cái giấy tờ của anh mà ở cái giai đoạn mà năm 91 với năm 95 đó, những giấy tờ anh đủ mà anh đi không được hay là bị trục trặc từ sao mà nếu mà bây giờ trong cái thời điểm đó? Cúc á, anh kêu á, là Cúc đó là kêu làm giấy tờ chung luôn. Đó, đùng một cái là bà già bệnh. Là để giấy tờ bổ sung. Đùng cái bà già bệnh cái là anh mới gạch ra lại. Mới làm hồ sơ lại, mới làm cho nhỏ bồ nó đi chung. À đúng ra là hai anh em đi đó. Dạ. Là lên phỏng vấn rồi luôn. Dạ. Vậy là không có duyên rồi. Sao vậy giờ khúc đó bà già bệnh. Chứ bây giờ ai, đúng rồi ai ở lại chăm sóc. Loan tan cho bà. Chịu cái sao vậy? Chỉ còn hai anh em thôi. Còn nhỏ con gái mới sao kiếm được nó. Sao cũng nó nhỏ quá sợ cũng nha. Nó nhận mình mặt không được sợ. Còn đây là cái giấy đơn xin xác nhận gì đây của anh Lưu Chí Bón nè anh. Dạ đúng rồi. Khúc đó thì ví dụ khúc đó là mà già kinh tế mới giờ trốn về nó là lớn rồi đó, đi ví dụ phòng á. Dạ. Đó về xin được cái nhà nước đó cho cấp ba hộ á. Kinh tế mới rồi nhà nước cấp cho đất cho ba hộ. Cái nhà này người ta đi nước ngoài còn cho ba hộ ở rồi đó, nhà xưa. Mấy giấy tờ này anh giữ kỹ nha. Dạ. Coi như cũng như cái kỷ niệm cũng được. Vậy là giấy tờ là anh hai anh đâu có giữ đâu, anh giữ hết chứ. Dạ đúng rồi. Anh còn gì muốn nói không hay là anh muốn nói với anh Lưu Chí Bón gì không, mình cứ nói đi. Giờ gặp anh ba có gặp em không? Trời ơi, bất hạnh. Giờ anh em nó không quá, không gặp. Anh cứ nói những cái gì mà anh muốn nói trong suốt cái khoảng thời gian đi. Với lại những cái kỷ niệm gì đó của hai anh em, anh cứ nói đi. Đâu quá anh em mình mới gặp nhau. Giờ anh mong không kiếm được em, kiếm được anh. Giờ anh người kiếm được em, kiếm được anh một cái. Anh em tụ tập rồi với anh hai. Còn em gái kiếm luôn được rồi chứ. Được đứa em gái không? Lưu Vân Nhi á, em Mũi á, cái tên Mũi, có bà kêu cái tên Mũi.
chân ta bên thì nghe có bà chắc đưa có điệp lập con la chắc qua bển luôn. Giờ anh kia kiếm được đứa em gái mình. Cái kỷ niệm gì mà nhớ nhất của hai anh em hồi nhỏ hoặc là hồi thanh niên đó anh có nhớ không? Anh có thể chia sẻ với em một chút. Đó là anh ba anh khổ lắm về. Nó tay anh làm công á, làm vụ người ta bán cơm vậy á, thấy vậy. Đó, là con chủ đó. À, thấy thì con chủ đi con lai, nó hỏi quậy. À, sao mà anh này cũng đi con lai, nó đi đâu? Anh mày không lai mà tao nó có biết làm giấy tờ vậy, tao có anh hai tao với anh ba tao có biết chữ đâu làm đó, nhờ bạn á làm cho gì không lai á nó đi được á vậy thôi. Còn giờ thì nhập anh ba kia bỏ nó dám sao kiếm được đứa em gái mình, mũi nó mất cũng lâu lắm rồi. Bố anh em mình giờ kiếm được ba được ba anh em cộng nhỏ em gái đâu thấy nói em gái mất tích rồi. Thông qua cái clip ngày hôm nay, mong cô chú anh chị, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, có xem clip cũng như là chia sẻ về cái clip này để mau sớm anh em được đoàn tụ, và đặc biệt riêng chị Lưu Nhân Lưu Nhi cũng có xem được. Ở ngoài tên kêu hết tên mũi. Đúng ra là tìm hai anh em trong cái clip ngày hôm nay. Vậy em cũng mong là sớm có những cái thông tin của hai người nha anh. Em xin phép được kết thúc clip ở đây nha. Kiếm được đứa em gái rồi. Dạ. Em kết thúc clip ở đây nha. Dạ. Xin chào và hẹn lại mọi người clip sau.